Xin chào mọi người. Vậy là mùa back to school đã đến rồi và mình cũng đã trở lại với phong cách make up Sakura. Chỉ chưa tới 10 phút nhưng kết quả vẫn vô cùng là dễ thương và đáng yêu. Và hôm nay, người hướng dẫn make up không phải là mình mà chính là cô bạn ngồi ngay bên cạnh mình đây, chuyên gia về Nhật Bản, Nguyễn Mẫn Thủy Tiên. Mấy chị ạ, à, chị nói gì đi. Quỳnh Anh giới thiệu như thế thì đã quá nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay thì các bạn và Quỳnh Anh đã sẵn sàng để cùng học make up với Tiên chưa nào? Tôi ạ. Thực ra thì trước đây Tiên đã có thực hiện một livestream về phong cách make up Sakura này rồi. Thế nên là hôm nay khá là tự tin để hướng dẫn cho Quỳnh Anh và các bạn. Và phong cách make up Sakura Nhật Bản thì đương nhiên là phải dùng những sản phẩm chính hãng của Nhật rồi đúng không? Vâng. Và trong livestream trước thì Tiên cũng dùng sản phẩm của Suga. Không biết là Quỳnh Anh có biết đến hãng này không nhỉ? Cũng có nghe qua thôi. Bởi vì Suga ở bên Nhật thì rất là nổi tiếng với các bạn ở độ tuổi như chúng mình. Và như Tiên thấy sau livestream lần trước của Tiên và Tiên có lướt trên mạng thì Tiên thấy là cũng rất là nhiều bạn share cũng như là chia sẻ cảm nhận, feedback rất là tốt về sản phẩm của Suga rồi. Thế nên là hôm nay Tiên sẽ cùng Quỳnh Anh hướng dẫn cho các bạn cách make up phong cách Sakura của Nhật Bản với những sản phẩm chỉ có trên bàn đây thôi, rất là đơn giản và chỉ tốn chưa đầy 10 phút thôi. Hôm nay thì Tiên sẽ hướng dẫn cho Quỳnh Anh cách sử dụng Suga CC Cream và Suga Cheek & Lip để hoàn thành một phong cách make up Sakura Nhật Bản nhá. Ok. Và bây giờ thì Tiên và Quỳnh Anh sẽ bắt đầu make up những bước đầu tiên. Và trước tiên thì sẽ là lớp nền với CC Cream của Suga. Đúng rồi. Như các bạn đã biết thì CC Cream rất nổi tiếng đối với các bạn châu Á, từ Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Và CC có nghĩa là Color Control đấy, biết chưa? Khi mà đánh ý, thì da của chúng mình sẽ giúp điều màu da và trông vẫn tự nhiên như là trước make up. Ở đây có nhiều loại, thế thì bây giờ mình dùng loại nào hả bạn Tiên? Thực ra thì Suga CC Cream thì có 8 loại. Mới đầu khi mà Tiên biết đến hãng này thì Tiên cũng thấy rất là rối. Nhưng mà sau một thời gian tìm hiểu thì Tiên nhận ra là rất là dễ phân biệt thôi. Về cơ bản thì CC Cream của Suga có 2 loại chính là dòng loại thường là Pink Bright, có nghĩa là trắng hồng và có nhũ. Và ở trong mỗi dòng thì dành cho các bạn da khô thì mình sẽ có dòng dưỡng ẩm riêng. Dòng dưỡng ẩm thì sẽ có chữ Moisturizing này, rất là dễ phân biệt thôi. Và trong mỗi dòng thì lại có 2 màu là Pure Natural là tông sáng và một tông tối hơn là Pure Ochre, là da tông của chúng mình đúng không? Và bây giờ thì Tiên nghĩ là Tiên và Quỳnh Anh đã biết là mình sẽ chọn loại nào rồi. Từ ở đây có chữ Efit là như thế nào ấy? Efit ở đây có nghĩa là công nghệ Efit của Suga sẽ giúp da chúng mình mịn và nhẹ nhàng hơn. Và đầu tiên thì Tiên sẽ cho một ít ra mu bàn tay để chúng mình có thể điều chỉnh được lượng vừa đủ để lên da như thế nào. Bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu chấm kem từ phần trán, mũi, cằm, sau đó là hai bên má. Tôi nghĩ là Tiên vẫn cần thêm một chút kem. Đúng rồi đấy, béo quá mà, không thích lắm vào. Và ngay khi mà mới dùng thì cảm nhận của Tiên là kem thì khá là mềm, Quen có thấy thế không? Công nhận. Nó mềm mà mịn như kiểu bánh gì của Nhật nhở? Bánh souffle. Chuẩn luôn. Bây giờ để thử xem che khuyết điểm như nào nhá. Mặt dạo này cũng hơi nhiều vết thâm, thức đêm nhiều quá. Tiên thì thấy là bình thường thì Tiên thường đánh CC cream của Suga bằng tay. Nhưng mà đối với các bạn nào mà quen dùng mút trang điểm thì chúng mình vẫn có thể dùng mút như bình thường cũng được. Với CC cream này thì mình cảm giác vô cùng là mềm mượt. Công nhận đây là một trong những CC cream mà đem lại cảm giác dễ chịu nhất, vô cùng là phù hợp với những nước có khí hậu nóng ẩm như Việt Nam. Và đặc biệt CC cream thì có kết cấu mỏng, làm da ít tiết dầu hơn, lại càng phù hợp với những da dễ mụn và mẫn cảm như mình. Suga của CC cream thì có một công thức rất nổi bật, đó là công thức 4 trong 1. Không biết Quỳnh Anh có biết công thức này có nghĩa là gì không nhỉ? 4 trong 1 có nghĩa là kem nền, kem lót, kem chống nắng. Và ngoài ra thì Suga CC Cream còn kiêm luôn cả vai trò phấn phủ nữa. Cực kỳ là tiện lợi luôn. Xịn, đây là lần đầu tiên mà mình thấy một kem mà bao gồm cả phấn phủ ở trong này ở đấy. Cảm ơn chị Tiên đã giới thiệu cho em Suga ạ.
Mà Tiên ơi, bây giờ mình make up xong rồi, hai tí nữa đi thử kimono làm tí mấy kiểu ảnh sống ảo gọi là Nhật Bản đi. Đây thực sự là một ý rất hay, nhưng mà Tiên hơi ngại một chút, bởi vì với thời tiết của Việt Nam như thế này mà chúng mình mặc kimono thì hơi bị nóng một chút. Cũng đúng, cũng đúng. Và thay vào đó thì Tiên nghĩ là Tiên sẽ gợi ý Tiên với Quỳnh Anh sẽ cùng đi thử yukata với nhau. Và yukata thì cũng giống như kimono, nhưng đây là một dạng trang phục cho mùa hè của Nhật Bản, bởi vì lớp áo bên trong thì được làm từ vải cốt tông rất là mát và thoải mái. Đợt vừa rồi Tiên để ý là Quỳnh Anh có đi Nhật, nhưng mà hình như Quỳnh Anh mới thử kimono thôi đúng không? Đúng rồi, mặc vào mất cũng 45 phút đấy. Nhưng mà yukata thì đơn giản hơn nhiều và cũng rất là dễ thương nữa. Hình như là lần trước Tiên có chụp mấy kiểu ảnh lên Instagram phải không? Tiên thì rất là may mắn là được thử khá là nhiều yukata khác nhau khi mà thời gian ở Tiên ở bên Nhật. Thế nên là lát nữa chắc chắn là Tiên phải dẫn Quỳnh Anh đi để cho Quỳnh Anh cũng có trải nghiệm bằng yukata xem sao. Nhớ chụp ảnh cho mình đẹp đẹp vào bạn nhá. Đẹp như bạn ý. Và bây giờ thì Tiên đã xong phần kem nền của Tiên rồi, không biết là Quỳnh Anh đã xong chưa? Đã xong rồi ạ, để đánh nộ thêm một tí ở cổ, lại cổ hơi đen ý. Đợi đánh một chút nhá. Đã xong lớp nền. Công nhận CC cream của Suga vừa mềm mượt, dễ chảy đều mà cảm giác lại còn cứ bị thích ý. Thế bây giờ mình dùng phấn thủ gì ạ? Quỳnh Anh lại quên mất là ban nãy Tiên vừa mới nhắc đến xong, đó chính là công nghệ 4 trong 1 của Suga CC cream thì gồm luôn cả vai trò phấn phủ rồi. Tiên cảm nhận là da của Tiên thì vẫn rất là thoáng và không có bị chảy dầu hay gì trong suốt cả một ngày dài đi học. Bây giờ thì Tiên và Quỳnh Anh sẽ chuyển sang phần má hồng và môi nhá. Em này mình có biết, lần trước đi Nhật có thấy đã mua luôn đủ ba màu đỏ, hồng, cam vừa dùng trong cả má và môi 2 trong 1 tuần chưa? Chuẩn luôn. Mặc dù sản phẩm này là được sinh ra là để dùng cho má và môi, nhưng mà hôm nay Tiên sẽ chỉ cho Quỳnh Anh và các bạn thêm một tips nữa là dùng đúng những sản phẩm này nhưng mà chúng mình còn có thể đánh mắt được nữa đấy. Bây giờ thì bắt đầu nhá. Ok. Và để cho phần mắt thì hôm nay Tiên sẽ dùng 2 màu là hồng và cam. Ok. Ok. Bây giờ thì Tiên và Quỳnh Anh sẽ cho một ít kem ra tay để thử độ màu, xem là độ đậm nhạt thì là tùy theo ý mình thôi. Với loại kem này thì Quỳnh Anh có thể là không lo bị quá đậm. Bởi vì mình có thể tự điều chỉnh cái lượng màu mà mình muốn. Cảm giác nó dễ chịu. Bây giờ thì sẽ đến một chút màu hồng. Bởi vì Tiên thì luôn, như bạn nào mà đã theo dõi Tiên lâu lâu thì sẽ biết là Tiên cực kỳ mê make up kiểu hồng hồng cam cam. Đúng rồi các bạn ạ. Các bạn phải đọc tiền bên ngoài. Hai quả má này. Chụp ảnh đây là cũng cần phải chỉnh ảnh luôn. Tiếp theo thì Tiên sẽ lấy một màu hồng. Màu hồng cũng cho ra tay luôn thôi. Màu hồng này thì Tiên sẽ đánh vào phần đôi mắt để tạo hiệu ứng gradient. Các bạn đậm rồi nhạt rồi dần. Nhạt rồi đậm đậm rồi thật. Đôi mắt nha, đôi mắt đôi mắt. Được chưa? Ok nè. Của Quỳnh Anh thì Tiên để ý là Quỳnh Anh nhiều màu cam hơn của Tiên một tí. Còn của Tiên thì hồng hơn một chút. Xong. Bây giờ thì chuyển đến phần môi nhé. Và để cho phần môi thì Tiên sẽ dùng Suga Cheek and Lip màu đỏ. Còn mình sẽ dùng màu hồng. Lúc nãy thì Tiên có bảo là Suga Cheek and Lip đã có một lớp dưỡng rồi, thế nên là mình sẽ không dùng dưỡng môi nữa. Nhưng bạn nào mà cẩn thận thì cứ dùng thêm cũng được. Và cũng giống như khi chúng mình đánh eyeshadow ban nãy thì bây giờ mình cũng lấy một ít ra mu bàn tay để điều chỉnh được độ màu sao cho vừa đủ. Và theo kinh nghiệm bản thân của Tiên thì Tiên sẽ đánh ở giữa lòng môi trước, sau đó thì tán nhạt dần ra phía bên ngoài. Như vậy thì trong môi của Tiên sẽ đầy đẹp. Mềm mềm hết nhở? Tại vì trước mình đã có son dưỡng rồi. Môi hồng xinh quá nhỉ. Tiên thì đã xong phần đánh son của Tiên. Rồi, và để finish make up Nhật Bản này thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến phần đánh má. Và mình sẽ chọn màu cam nhẹ nhàng tít tắn. Còn Tiên thì hôm nay Tiên sẽ chọn màu đỏ. Đỏ chữ chân. Ok. Và như khi chúng mình đánh môi và đánh mắt ban nãy thì bây giờ mình cũng cho Cheek and Lip của Suga ra tay và xoa. Như Tiên giới thiệu vừa nãy thì màu Cheek and Lip nó đã không quá đậm, nên là chúng mình có thể dễ dàng điều chỉnh sao cho nó phù hợp. Và yên tâm là không có cái trường hợp nào bị đánh má quá đậm đâu.
bạn ấy có đấy nhá. Bây giờ thì Tiên sẽ bắt đầu đánh từ phía giữa chỗ gò má và tán đều ra hai bên. Xin mời các bạn. Đánh đánh kiểu ngang ngang này đúng không? Đúng ạ. Xê dịu. Rồi em. Nhưng mà trông thì rất là tự nhiên nhá. Mềm cửa đó. Chụp lại được đấy. Tiên thì lúc nào cũng có cả ba màu ở trong túi. Bởi vì Tiên rất là thích đẹp. Nghiện mà không? Và cũng đẹp ạ. Sao bạn đánh nhanh thế hả bạn? Bạn này đã kinh nghiệm nhiều năm. À không, nhiều ngày tháng cùng Suga rồi nên là rất là nhanh. Và đặc biệt là kiểu make up Sakura này vô cùng là dễ dàng thực hiện, kể cả với những bạn nào mà chưa hề có kinh nghiệm make up, chỉ với hai sản phẩm đó chính là Suga CC Cream và Suga Chicken Lip. Và nếu bạn nào muốn nhấn thêm một chút ở phần mắt thì có thể dùng eyeliner màu nâu nhé. Và để hoàn thiện cho kiểu make up Nhật Bản với tông hồng hồng ngăm cam này thì mình đã diện ngay một con áo màu hồng tím vô cùng là phù hợp với phong cách make up Nhật Bản. Và hôm nay thì Tiên cũng chủ đích dùng tông màu đỏ để make up, bởi vì hôm nay Tiên cũng diện một chiếc váy màu trắng, thế nên màu đỏ là phù hợp nhất rồi đúng không? Các bạn ơi, vậy là trong chưa đầy 10 phút vừa rồi thì Tiên và Quỳnh Anh đã hoàn thành xong kiểu make up phong cách Sakura, không cần tốn nhiều thời gian mà vẫn cực kỳ xinh đẹp ra ngoài đường luôn nhá. Và đặc biệt hơn thì Tiên thấy là da là một vấn đề rất là đáng quan tâm, và da thì cũng rất là nhạy cảm nữa, thế nên là bản thân Tiên thì sẽ luôn ưu tiên mua hàng chính hãng. Và Tiên nghĩ là Quỳnh Anh thì cũng thế, và vâng Tiên cũng khuyên các bạn là nên ưu tiên mua đồ chính hãng hơn. Và bây giờ thì đã xong hết tất cả các phần make up rồi, và bây giờ Tiên và Quỳnh Anh ngoài bánh souffle và nãy Quỳnh Anh muốn ăn ra thì bây giờ Quỳnh Anh còn muốn ăn bánh gì nữa không? Còn những gì bạn có thể giới thiệu cho mình được không? Ở Nhật thì thường hay có bánh làm từ matcha này, đậu đỏ này, trái cây này. Ăn hết, ok, bây giờ chúng mình sẽ đi ăn hết tất cả loại bánh mà Tiên vừa nói ra, và cũng chính Tiên là người trả tiền nhá. Ok, bye bye, bye. Bye.